bọt kép. Pin là phải chết. Thành ra nếu mà dịch câu này ra thì còn không còn hai tiếng xin mẹ hãy con nói le oui, apprends-moi Marie à dạy con nói lời adieu le oui. Marie, apprenez-moi adieu le oui. Nghe nó không có đại khái, nó không có thơ văn như là tiếng Việt này. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Cái này mà dịch ra tiếng Pháp là Marie, apprenez-moi adieu le oui. Có vậy thôi ạ. Hôm nay là lễ truyền tin. Xin chúc lễ quý sơ nhé. Chủ đề Magnificat, Đức Mẹ nói lời xin vâng. Bài này rất là quen, phải không ạ? Luca chương 1, câu 26-38, bài này quen lắm rồi. Tiếng Việt nào cũng quen, tiếng Pháp cũng quen. Trước hết mời quý sơ coi nhé. Aujourd'hui c'est vendredi 25 mars. Aujourd'hui c'est vendredi 25 mars. C'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. La solennité là lễ trọng, truyền tin của Chúa. La solennité, chúng ta không còn nói là la fête nữa. Aujourd'hui c'est la solennité. Còn các lễ khác như là lễ gì nhỉ? Đức Mẹ dâng mình rồi lễ Thánh Gioan Tẩy Giả. Aujourd'hui c'est la fête. Tất cả đều là la fête. Nhưng mà trong một năm có một số ngày lễ gọi là lễ trọng. Thì chúng ta nói là aujourd'hui c'est la solennité. Trong solennité này nó có cái ý là une fête solennelle. Une fête solennelle. Solennité có nghĩa là một cái ngày lễ, nhưng mà cái lễ này là lễ trọng thể. Người ta không nói như thế này, người ta nói là solennité. Và ở trong lịch phụng vụ, khi sơ mà mở lịch phụng vụ tiếng Pháp ra thì người ta để là SOL chấm và Annonciation. Tại vì trong các cái lịch thì người ta không có nhiều chỗ, cái trang giấy không có nhiều chỗ, người ta không thể để thế này. Người ta để SOL chấm. Thì mình nhìn suốt cái lịch của tháng hay là của năm mình thấy có một số cái ngày lễ như vậy. Còn ngày lễ thường thì người ta đề như thế này này, phết ta, chữ phết ngắn rồi cả chữ phết rồi như vậy nhá. Aujourd'hui c'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Và cũng xin nói về cái chữ Annonciation này. Cái chữ này chúng ta đều biết rồi, nó xuất phát từ động từ annoncer, đúng không ạ? Annoncer là loan báo. Annoncer quelque chose à quelqu'un, loan báo cái gì cho ai. Cũng trong Luca đó, khi mà Chúa sinh ra thì một đồng nói là tôi đến tôi báo cho anh em một tin mới. Je vous annonce une grande nouvelle. Sứ thần nói với các một đồng á, je vous annonce une grande nouvelle. Như vậy tôi báo cho các em một đồng này, une bonne nouvelle, một cái tin mừng, hôm nay một thai nhi đã ra đời gì đó. Thưa quý sơ, voulez-vous me donner quelques mots de la même famille du verbe annoncer? Đó đúng rồi mà tôi vẫn cứ dùng là bởi vì họ dùng. Ông này tôi xin giới thiệu cho quý sơ ngay nhé. Annonciation. Quý sơ, ở trang 56 thì tác giả Lê Phương Thanh dịch như thế này này. Tại vì đây là cuốn sách Pháp Pháp Việt thì tác giả có ghi cái định nghĩa bằng tiếng Pháp, sau đó là tiếng Việt nhé. Đây là tiếng Việt này. Lễ truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria bởi Thiên Sứ Gabriel để cho Đức Mẹ biết rằng bà sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Đúng không quý sơ? Đúng không? Rất là đúng ha. Lễ Annonciation là lễ truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria bởi Thiên Sứ Gabriel để cho Đức Mẹ biết rằng bà sẽ là Mẹ của Thiên Chúa. Rồi dưới này hai chấm, lễ truyền tin viết hoa nữa. Như vậy thấy này tôi mua ngay, không có đắn đo gì nữa, bởi vì ông này ông chưa hẳn ông không, tôi biết ông này ông không có đạo, bởi vì có một cái lễ khác ông dịch không phải là dịch sai, ông dịch theo cái ý của ông. Tôi không nhớ lễ nào, tôi hay dò các cái lễ đạo thì tôi thấy có một lễ ông dịch không đúng. Như vậy ông này không hẳn là công giáo, nhưng mà khi làm từ điển á, ông đi tham khảo những người công giáo, ông đi tham khảo làm một cuốn từ điển thì phải vất nhiều năm nhiều tháng chứ đâu phải ngồi một lúc mà làm ra. Mình không biết thì mình đi hỏi chứ làm sao mà mình biết hết được. Đó, xin quý sơ mà khi nào mua từ điển hay là cầm cuốn từ điển nào lên thì mình nhìn mấy cái lễ đạo này thì Annonciation như tôi vừa nói không hẳn là ai cũng biết, cứ giỏi tiếng Pháp là biết bởi vì nó nằm trong lĩnh vực chuyên môn rồi.
họ chỉ giỏi một mảng này mảng kia thôi, còn tới cái mảng tôn giáo thì họ không biết. Thì họ đó, Annunciation là một cái chữ chỉ có trong đạo Công giáo. Bây giờ mời quý sư cho tôi vài ba một vài danh từ hay là cái gì cũng được. Tính từ cái cơ quan, một cái đoàn thể, một cái cơ sở nào cũng phải có thông báo. Gia đình tôi không có thông báo, nói miệng thôi, nhưng mà trong cái cơ sở, trong một cái tập thể, một cái cơ sở thì phải có một cái thông báo, cái bảng á, nên trên đó viết thế này, viết thế này, viết thế kia. Ở nhà quý sơ chắc chắn là có phải không, trong các cộng đoàn chắc chắn là một cái bảng ở cái chỗ nào mà mọi người đều thấy in nano sao, bảng thông báo. Tôi đi dạy trong các nhà dòng thì tôi không có, tại vì mình không có liên quan, nhưng mà đi ngang qua thì mình phải đọc, đi ngang qua bản thông báo thì đọc xem hôm nay có chuyện gì không. Tại vì in petit annonce, thói thường thì mình thấy đây là thông báo, rồi thêm cái tính từ nhỏ vào thì mình là thông báo nhỏ. Thực sự không phải là thông báo nhỏ, nó là cái tin rao vặt. Tin rao vặt cứ sơ mở trong các cái báo nhật báo ra, vì trên mạng cũng có, trên mạng cũng có luôn. Tức là các cái tin về bán xe, bán nhà, mua đất, rồi sửa máy móc, rồi tuyển dụng, tất cả những tin về lặt vặt nhỏ nhỏ thôi sao. Nó là tin rao vặt, nó là petite annonce. Còn bao giờ mình thấy là mình nói với một người trong cộng đoàn, tôi vừa thấy trong tờ báo Tuổi Trẻ cái phần mà quảng cáo có một cái tin rao vặt là cái gì đó, sửa máy giặt, là sửa sửa cái gì, sửa máy lạnh, hay là bán cái gì đó, thì chúng ta thấy là toàn tin rao vặt. Và có một chữ này nữa, nó hơi khó này, đó là tính từ nhé. Annunciator, đó là tính từ annunciatrice. Tức là tính từ thì nó phải đi theo với nó phải đi theo với một cái danh từ. Một cái danh từ thì chẳng hạn như là có một cái tín hiệu, hay là một có một cái dấu hiệu, hay là có một cái màu, hay một cái gì đó, nó loan báo một cái gì đó. Chẳng hạn như quý sơ thấy đang nắng nắng như này nhé, đang khô, tự nhiên thấy một đàn kiến nó bò, một đàn kiến nó bò lên trên tường, mình biết là sắp mưa mưa to đấy. Con kiến nó biết là cái chỗ này thế nào cũng bị ngập, thế là bầy đàn của nó, cả cả đàn kiến nó đi tìm chỗ khác nó ở, nó biết đó, bởi vì nó có một cái dấu hiệu gì loan báo sắp mưa mà mình không biết. Đến chiều nó mới mưa, bây giờ chưa có một vần mây nào hết mà nó biết, đó là annunciator. Nó có một cái gì mà cái loài thú nó biết mà mình không biết được. Cũng như là mối, mối nó ra thì nó báo hiệu mùa xuân tới, rồi có nhiều dấu hiệu nữa sao. Hay là trên cơ thể mình, trên cơ thể mình có một cái dấu hiệu gì thì có thể mình không biết, nhưng mà y bác sĩ nhìn biết là mình đang bị một cái gì đó. Đó là annunciator, nó loan báo, nó thông báo một cái gì đó. Trong lịch phụng vụ ở đây tôi lấy ở trên mạng này, cũng là kính thánh Saint Tombe, mình không biết thánh này, rồi Bienheureux Trần Phước, Hilary Januszewski. Trần Phước này chắc chắn là người Ba Lan này. Chắc chắn là người Ba Lan luôn. Ski này có thể là Ba Lan, có thể là Nga, mà bên Nga họ không có, họ không không có thánh nào hết. Bên Nga họ không có, họ là chính thống giáo, công giáo là một thiểu số rất bé. Ở bên đó là chính thống giáo, thành ra cứ nghe Ski là thấy là chắc chắn 100, không tới 100% mà có phần chắc là người Ba Lan. Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 1, verset 26, 38. Tôi xin mời quý sơ đọc nha. Mỗi người đọc một ít. Sơ Thu Liên gạch dưới thì đây là fut, passé simple. Fut là passé simple của động từ être. Khi ấy, en ce temps-là, l'ange Gabriel, thiên thần Gabriel, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, được Thiên Chúa gửi đến, được gửi đến bởi Thiên Chúa vào một thành phố của vùng Galilée gọi là Nazareth. Đây là phi, tức là nếu mà chúng ta dùng passé composé thì nó là AET, đã được gửi tới. Ở đây nó dùng passé simple phi. Khi ấy sứ thần Gabriel được được Thiên Chúa gửi đến, tức là được gửi đến bởi Thiên Chúa tới một thành, cái bây giờ người ta gọi là Vin, ngày trước tới thời mà thời Đức Mẹ, thời Chúa Giêsu, cái đây là một cái làng, Nazareth là một cái làng bé lắm, bây giờ là một thành phố khá lớn, nhưng mà ngày xưa nó là cái làng thôi.
làng, thành ra ai biết ai hết. Rồi tôi có tới đây rồi thì nhà Đức Mẹ, tại vì có nhà thờ Trường Tin thì nhà Đức Mẹ với nhà Thánh Giuse gần lắm, gần lắm, bằng từ chỗ nhà dòng 42 Thú Sương đi ra công trường Dân Chủ, đi ra ngã sáu, đi lên cái dốc mẹo xuống là tới nhà ông Thánh Giuse. Hồi đó tôi nghĩ chắc có chừng vài chục nhà đi tới nhà ông Giuse, thành ra không, ở đây dùng là villa, thực sự ngày xưa là cái làng, bây giờ nó cũng là thành phố, một thành phố không có lớn. Rồi Nazareth vùng Galilee, được, đáng lẽ cái chỗ này đưa lên trên này, được gửi đến cho envoyé quelqu'un hoặc envoyé quelque chose, à, gửi cái gì tới cho ai, hoặc là gửi ai tới cho ai, thì ở đây là Thiên Chúa gửi sứ thần tới cho một cô trinh nữ còn trẻ, John, Đức Mẹ lúc đó hình như mười mấy tuổi, tôi không nhớ, hình như có mười mấy tuổi thôi. Accordé en mariage à, un homme de la maison de David, accordé là được đồng thuận. Quý sư có nhớ chữ d'accord không? D'accord là ok, đồng ý, thì được được đồng thuận làm sẽ kết hôn với một người của nhà David tên là Joseph, và tên của người thiếu nữ đó là Marie. Ở đây chúng ta có cái động từ là possessum nhé, enka cũng là possessum này. Ở đây xin quý sư để ý tới chữ une jeune fille vierge, một cô trinh nữ, và cái chữ này thấy ở trong trong sách thánh mấy lần luôn ha, và bây giờ người ta dùng cái này nhiều lắm. Để tôi giới thiệu cái sơ này, ở bên Pháp không hiểu làm sao người ta dùng Đức Mẹ là hay dùng, hay vô cùng, cầu nguyện trong kinh hạt rồi ở trong các cái lời cầu nguyện đều là La Sainte Vierge hoặc là La Vierge Marie, họ hay lặp lại cái chữ này lắm. Việt Nam mình cũng có, nhưng mà có nhiều Đức Mẹ, có nhiều nhiều từ lắm, nhiều tên gọi khác, thì đây cũng là một thôi. Còn người Pháp họ hay dùng cái này lắm, có khi họ dùng La Vierge viết hoa, rồi có khi người ta dùng La Vierge Marie, có khi người ta dùng là La Sainte Vierge. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Vierge có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nói về, sơ đi đờ, nói về, được nói về một người, d'une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle, đó là nói về một người mà người này chưa bao giờ có cái quan hệ tình dục, thì gọi là vierge, đó là chữ Maria. Ý nghĩa thứ hai chúng ta cũng hay dùng này, sơ đi đan lia, cái này có dấu huyền nhé, nói về một cái nơi mà người ta chưa có ai đặt chân tới, chẳng hạn như cái rừng nguyên sinh á, cái rừng trong đó nó còn nguyên từ thuở khai thiên lập địa tới bây giờ, cây cối rồi dây leo rồi đá rồi nước rồi rêu rồi như thế nào đó. Nó cứ như vậy chưa ai tới đào xới mở đường, gọi là rừng nguyên sinh, forêt vierge. Ngày xưa mà chúng ta nghe rừng nguyên sinh á, thời tôi còn còn nhỏ đó, quý sơ chưa ra đời, ở Việt Nam rừng nhiều vô số kể, tôi đi từ Sài Gòn lên tới Bảo Lộc nhà tôi hầu hết đi qua rừng, lâu lâu mới thấy túp nhà, lâu lâu chỗ Gia Kiệm rồi chỗ Giấc Mơ này, chỗ chỗ Bầu Cá chỉ có vài cái nhà thôi, có một dãy nhà thôi, còn toàn là rừng không à, và rừng là rừng nguyên sinh, rừng nguyên sinh không ai đi vào hết. Thế là hồi đó mình còn nhỏ thì cái đầu óc mình chưa có được khai phá, chả biết gì, chỉ mong sao có người tới họ phá rừng họ làm nhà, họ phá rừng họ làm cơ sở thì vui lắm, chứ đi qua rừng buồn buồn vô cùng, đi từ Sài Gòn về nhà toàn đi qua rừng không, rừng nhiều tới độ mà lề đường thì nhỏ, mình ngồi xong rồi nhiều cái cây rừng ở bên đường đó, nó tạt vào cửa xe luôn á, rừng nó ra tới ngoài đường luôn đó. Rừng 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 hoang đó, rồi lâu lâu mới thấy một cái rừng cao su. Thế là hồi đầu đầu óc mình bé nhỏ, mình chỉ mong cho người ta khai phá đi, cho bớt rừng đi, thì bây giờ nó cứ như vậy, nó không có ai phá, không ai đụng tới, có sao dây này nó tròn qua cây kia, cây to cây nhỏ, trên tầng trên dưới tầng dưới, đó là rừng nguyên sinh đó. Quý sơ bây giờ còn trẻ quá chắc không còn thấy nguyên sinh, thấy rừng nguyên sinh thì phải đi vào một cái khu dự trữ như là chỗ mấy cái rừng nguyên sinh đó. Còn đi ngoài đường không thấy, ngày xưa tôi khắp nơi xung quanh rừng nguyên sinh. Có tôi cách đây ít một thời gian, cái hồi trước dịch, tôi tình cờ tôi gặp một cha người Pháp, cha là hội thừa sai Paris đó, hội MEP đó. Cha đi qua Việt Nam, cha qua từ lúc cha còn là thầy học viện đó, để qua đây đi làm mục vụ, đi làm mục vụ xong rồi được chịu chức rồi ở lại đây luôn đó. Cha ở từ cái thời con người đó, con người là
rồi thứ hai nói một cái nơi á, thứ ba là nói về bất cứ một cái sự vật gì mà nó còn nguyên, nó chưa được sử dụng, như là một tờ giấy trắng này, une page vierge, hay là một cái cassette vierge. Ủa, cái cassette bây giờ người ta không có dùng nữa. Ngày xưa chúng ta, các xưa còn nhớ cách đây một số năm mình phải đi mua một hộp cassette về rồi mình cho vào cái máy thu á, nó có hai hộp, ở bên này có hộp, bên kia có một hộp. Rồi cái người bạn mình có một cuốn nhạc hay quá, mình mượn về, thế là mình để cái cassette vierge này, được mình gọi là cái băng trắng đó. Cái băng trắng tức là băng chưa có thu vào bên kia, cho mình thu vào, thu được bao nhiêu là hay bấy nhiêu, muốn to muốn nhỏ, muốn trong muốn phung trong thì cũng chịu. Ngày xưa mới đây thôi, chừng mười mấy năm thôi, gọi là cassette vierge. Là tôi giới thiệu để cho cái sơ đọc cho quen thôi, nhưng mà tôi xin nhắc luôn cái số 3 này, người ta định nghĩa là vierge dùng cho những cái đồ vật gì mà nó còn nguyên anh tắc, là chưa có sứt có mẻ, chưa có gì đó còn nguyên ha, và chưa được sử dụng. Thế mà cái định nghĩa này rất là mơ hồ. Bây giờ mình thấy một cái cốc, một cái bát, một cái áo, rồi một cái đũa, miễn gọi VX không được nha, chỉ có một số từ như là page VX, cassette VX, mình đừng nói cái bát VX, mình đừng nói cái bút chưa dùng. Cái bút này chưa dùng, tôi mới mua ở tiệm sách về, nó chỉ dùng trong hạn chế trong một số từ thôi, và đọc cho nó biết để khi nào cái sơ thấy, đọc thấy thôi mình tránh mình dùng đi. Mình dùng không dùng cái này thì mình dùng cái gì, cái sơ mình dùng mới, chữ mới nó nơ và đó. Mình đừng dùng cái này, bởi vì tôi căn dặn lại nhé, cái chữ này này nó có ở trong văn chương á, mình sẽ gặp, mình gặp thì nếu mình tra tự điển thì nó nói như thế này, tự điển thì tra ra thì nó bảo một cái trang VX, một cái cassette VX là một cái trang, một cái cassette còn nguyên chưa sử dụng. Thế bây giờ mình bảo cái đũa, cái bát, rồi thậm chí bất cứ cái gì trong nhà mình, cái búa, cái kìm còn mới toanh về thì không không được đâu. Là tôi nói cái C này chúng ta hạn chế, mình học để mình đọc, còn dùng thì mình cứ dùng đơn giản. Khi cái sơ nói tiếng Pháp, viết tiếng Pháp, cứ dùng một cách đơn giản, gọi là trong sáng, nghĩ sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy. Mình dùng cầu kỳ nhiều khi nó sai, nó sai thì mình có thể làm cho nó dễ thì nó đúng, mà mình tự nhiên đi mang cái khó vào người mình để dùng cái khó cho nó sai. Nhưng mà sinh nữ đã đính hôn, đã được đồng ý cho làm đám cưới, ý là như thế này này, accorde là được đồng ý đồng thuận, chứ không phải là tự nhiên cố yêu cố đương đâu. Ngày xưa là phải có gia đình á, cô ta được đồng ý, accorde được đồng ý, được được cho phép làm thành hôn với một người đàn ông của gia đình nhà David. Người đàn ông đó được gọi là Joseph, Giuse, và tên của người trinh nữ này, của người con gái này là Mary. Sứ thần vào và nói với bà, sứ thần vào nhà bà ta, entrer, ở đây là passer, vào nhà bà ta và nói: Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. Ở đây cái bản văn này dùng ngôi thứ hai số ít, thì họ có quyền làm, thì mình đừng có, mình cũng hiểu là ngôi thứ hai số ít, mà tất cả các người khác đều dùng ngôi thứ hai số nhiều. Je vous salue Marie. Rồi comble de, cái sơ có biết thấy thế này là thay cho chữ plein de grâce, phải không ạ? Comble de thì cũng như là plein, nó có khác một tí. Có nơi họ dùng plein de grâce. Comble de không? Có thấy sự khác biệt không? Ý tiếp nhé. Còn trên là participe passé. Participase thì nó phải đi với một cái động từ, đúng không? Participase, động từ là động từ comble. Comble là cái gì? Là lấy cái gì lấp đầy vào. Cái kia nó chưa có, bây giờ mình lấy mình lấp đầy vào. Lấp đầy vào. Thì được lấp đầy bằng, thì được đổ đầy. Còn cái này tự nhiên thấy nó đầy. Mình đi ngang qua thấy một cái xe buýt chạy ngang qua trước mặt mình. Mình bắt chỗ cái xe là đầy khách ha. Giờ này nó đầy khách, nó đầy. Mình không có ý nói là ai lấp đầy hết, cái xe nó đầy khách đó. Mình đi vào trong một cái phòng, mình thấy cái phòng đầy sách, cái phòng của cộng đoàn, cái phòng đầy sách học sinh, đầy đầy cái gì đó. Rồi sáng nay là lễ nhà thờ đầy người, đầy. Mình chỉ thấy một cái, mình nói lên một cái tình trạng mà mình nhận thấy thôi. Còn cái này này đã được, mình biết là đã được có ai lấy một cái gì đổ vào lấp cho nó đầy, côm lê, được lấp đầy bằng ân sủng, lấp đầy chứ không phải là bao phủ. Bởi vì cái động từ comble tức là làm cho nó đầy tràn, nó đang trống rỗng nhá, nó chưa có nhá, bây giờ mình lấy mình lấp đầy.
đầy cái gì cũng được hết, đầy sách, đầy người, đầy cáp, đầy nước, đổ đầy vào. Nhưng mà bây giờ là đổ đầy bằng ân sủng, thì nó có một cái ý nghĩa là được làm. Tôi xin chào bà là người đã được Thiên Chúa đổ đầy ân sủng. Đấy, dưới là tôi chào bà là người đầy ân sủng, thì nó cũng là ý nghĩa, nó cũng là ý nghĩa nói chung nó cũng vậy. Ở trên này nó xuất phát từ động từ này, xuất phát từ động từ này. Còn cái này là một cái trạng thái, mình thấy nó đầy thì mình nói nó đầy, mình thấy nó vơi thì mình nói nó vơi, đúng không? Mình thấy một cái hình trạng thì mình nói như vậy, một cái hiện trạng thì mình nói như vậy. Còn đây cũng thấy như vậy, nhưng mà tôi xin chào bà nhé, bà Maria ơi, tôi xin chào bà nhé, bà đã được Thiên Chúa lấp đầy, đổ đầy ân sủng. Được Thiên Chúa đổ đầy ân sủng. Còn tôi xin chào bà nhé, bà Maria, tôi thấy bà là người đầy ân sủng, thì nó cũng giống nhau thôi. Nó là ý nghĩa cum lê, và cum lê là lấp đầy, như và là cái nghĩa mà nghĩa văn chương. Còn cái nghĩa bình thường của chúng ta thì là rom clear, rom clear là làm cho đầy, nghĩa bình thường đó, rom clear. Chẳng hạn như một cái câu nó đang còn thiếu, nó để chấm 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 chấm, cái sau khi mình làm bài tập đó, xin các bạn complete hay là rom clear, hay là một cái đơn, người ta làm, người ta phát cho mình một cái tờ đơn, tên, tuổi, địa chỉ, rồi nghề nghiệp, rồi gì đó, để chấm chấm, họ bảo rom clear, xin các bạn hãy làm cho nó đầy. Bây giờ nó chưa có gì hết, chưa có tên, chưa có ngày tháng năm sinh, nhưng mà khi dùng ở cái nghĩa văn chương thì nó là complet. Accept the parole là khi nghe cái lời này. Elle là cái cô gái tên là Maria, Maria. Elle fut toute bouleversée. Cái toute này để nói lên một cái cường độ của cái tính từ hay cái trạng từ sau. Toute hoàn toàn, fut là passé simple của verb và être, bà ta hoàn toàn bị bouleversé. À, tiếng Việt Nam hôm nay cứ sơ nghe làm sao, nghe tiếng Việt, nghe lời ấy, cô bà Maria làm sao Việt Nam nó gọi là bối rối. bối rối phải không ạ? Chờ chờ tôi tí nhé, tôi lấy cái quyển kinh thánh. Maria nhé, sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên. Tại sao không có chữ mừng vui lên nhỉ? Tôi chào bà chứ, đâu có chữ mừng vui lên. Tôi chào bà đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà, không có chữ mừng vui lên ha. Ở trong cái bản văn, nghe lời ấy là accept the parole, là nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Cô Maria lúc đó có mười mấy tuổi à? Dịch là bà cũng hơi 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 già ha. Cô Maria nghe lời ấy thì rất là bối rối, phi tút từ bc. Và cái chữ bối rối này tôi cũng có dịp nói trong cái sơ mấy lần đó. Bây giờ mình mời cái sơ coi cái định nghĩa của nó, xem có phải là bối rối không nhé. Là một verb vt, tức là làm cho một cái đối tượng gì nó đảo lộn tất cả trọn vẹn. Mettre en complet désordre, ordre là một cái trật tự. Cái sơ có một cái tủ sách, cái sơ có một cái tủ quần áo, nó đang trật tự, bây giờ désordre nó đảo lộn hết lung tung cả lên, sách vở nó lộn lộn tùng phèo, quần áo nó lung tung hết lên, đó là mettre en complet désordre. Đời sống của Đức Mẹ lúc đấy đang trật tự nhé, buổi sáng làm gì, buổi trưa làm cái gì, rồi nghĩ ngày mai làm cái gì, nó cứ đều đều như vậy. Tự nhiên bây giờ complet désordre, hoàn toàn là mất trật tự luôn. Complet désordre theo cái định nghĩa của Bouleversé này, làm cho một cái gì đó rơi vào một cái tình trạng mất trật tự hoàn toàn. Sans dessus dessous, tức là lộn tùng phèo luôn đó. Dịch ra theo nghĩa nôm na, cái ở trên chạy xuống dưới, cái ở dưới chạy lên trên. Tức là quý sơ cứ hình dung ra một cái tủ quần áo đi, bây giờ có một cái gì đó, kẻ trộm nó vào nhà mình đó, nó lục, nó đâu có lục từ từ, nó ngồi nó xếp xếp ngó nghé, nó lục một cái là lộn hết. Mình về là mình thấy một cái cảnh tan hoang, tình trạng của Đức Mẹ lúc đó như vậy đó quý sơ. Tình, nếu mà dịch theo cái là động từ bouleverser của tiếng Pháp ấy, thì tình trạng của lúc của Đức Mẹ lúc đó như là bị sứ thần tới, như là một cái người lục tung hết lên, vứt hết lên, cái dưới cái trên cái ngang, cái vứt lung tung phải lên. Complet désordre sans dessus dessous, hoặc là nếu về một tâm trạng này, provoquer une émotion violente, tạo ra một cái xúc động khủng khiếp,
violon như là gió bão, gió mà gió nhẹ nhẹ, mình không nói là violon, gió mà cơn bão nó sắp tới, cứ sơ nghe con gió cái cơn bão nó tới ở cái vùng nào mà có bão, violon một cơn gió mạnh, tức là quý sơ thấy cây cối nó rạp qua một bên, nhà cửa rồi rác rến rơm cỏ rơm rạ rồi nó bay lên lung tung hết. Tâm trạng lúc mẹ là giống như vậy đó, mình gọi là xao xuyến bối rối có được không? Xin quý sư. Mà nếu mà mình nếu mà bảo là không, đây cũng chỉ là tiếng Pháp họ nói như vậy thôi. Tiếng Việt Nam thì tôi có cái cách diễn tả như vậy. Chúng ta cũng không có phải là nói người Pháp hay người Việt hay. Bây giờ mình nói về tình trạng về luật đi. Đức mẹ lúc đó bối rối đi nhá. Và bà ta tự hỏi sơ cờ pouvait signifier cette salutation, và bà ta đã tự hỏi là cái lời chào như vậy, cái lời chào chúng ta vừa mới nghe đó, bà đầy ân sủng Chúa ở cùng bà có ý nghĩa gì, signifier có nghĩa là mang một ý nghĩa gì, signifier signifier chúng ta dùng một cách bình dân, một cách đơn giản chúng ta nói làm sao cái sơ, chẳng hạn như là cái chữ này này, bây giờ thầy giáo cô giáo hỏi chữ này có nghĩa là gì thì chúng ta hỏi làm sao cái sơ. Sơ là mình không muốn lặp lại cái này này. Còn bây giờ mình không có nói sơ là nhé, mình hỏi thầy giáo ơi, cái công lê có nghĩa là gì? Thì cờ vơ đia, thì chúng ta nói này này. Cờ vơ đia. Le verbe. Công lê. Monsieur, cờ vơ đia le verbe của công lê. Thầy giáo yêu cầu mình dịch từ đây tới đây nhé. Mình đang dịch tới đây mình bị khựng lại. Mình không biết thì mình nói Monsieur s'il vous plaît, que veut dire le verbe, hoặc là còn một cách khác nữa là quel est le sens, ý nghĩa du verbe complet, ba cách quel est le sens du verbe complet, ý nghĩa của động từ complet là gì, hoặc là động từ complet có nghĩa là gì, hoặc là qu'est-ce que cela veut dire. Rồi chúng ta signifier là tự hỏi cái điều này có ý nghĩa là gì. L'ange lui dit alors, đi này là passé simple cứ sao nhé. Và sứ thần, thế là sứ thần nói với bà, sois sans crainte, Marie, bà Maria ơi, bà đừng có sợ. Sois là imperative của động từ être, đúng không? Hãy đừng sợ. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, bởi vì bà đã tìm thấy được ân sủng nơi Đức Chúa, tức là Đức Chúa đổ đầy ân sủng nơi bà. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Này đây bà sẽ thụ thai và bà sẽ hạ sinh một người con trai. Bà sẽ cho cái em trai đó, cho đứa con đó cái tên là Giêsu. Chúng ta gọi là đặt tên. Bà sẽ đặt tên cho con trẻ là Jesus. Il sera grand, con trẻ sẽ lớn lên. Il sera appelé fils du Très-Haut, con trẻ sẽ được gọi là con trai, tức là con của đấng tối cao. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, và Thiên Chúa sẽ ban cho con trẻ này ngai vàng David cha của người. Le trône chỉ dùng cho vua chúa thôi quý sợ, nó cũng chỉ là cái ghế thôi, nhưng mà mình gọi là cái tòa, cái ngai, nó cũng chỉ là cái ghế nó to to hơn một tí. Bây giờ cứ sơ ra ngoài Huế đó, đi vào trong thành nội, đi thăm vào trong đại nội đó, thăm vào cái nơi của triều đình Huế thì thấy cái ngai thì nó sợ nó còn bé hơn mấy cái ghế bành bây giờ nữa. Ghế bành bây giờ ban cho ngài cái ghế, cái ngai, cái tòa David cha của người. Và tôi xin mời cứ sơ coi lại hai chữ conservoir và enfanter. Bà hạ sinh một người con trai, concevoir, verb VT, participe là conçu là CCD, conçu. Thế bây giờ chúng ta có hai cái nghĩa quý sở nhé. Xin lỗi ạ. À, cái hồi tôi mới qua Pháp, tôi còn trẻ lắm, thì cha cha Việt Nam ở nhà giáo xứ Việt Nam do lời giới thiệu của các bạn tôi, hồi đó tôi còn trẻ lắm, một nhóm anh em tới muốn muốn giúp cho giáo xứ, thì cha bảo anh Hằng ơi, anh conserva một cái thư viện cho giáo xứ đi. Conserva bây giờ phải làm gì, sách thiếu nhi hay là sách gì, khoa học thường thức hay là sách đạo đức
hay là từ tiếng Việt hay tiếng Pháp, anh phải công sơ qua lên rồi nó tủ cần bao nhiêu tủ, rồi các cái sách này với cái thời giá của Pháp thì cần bao nhiêu tiền để có thể làm một cái tủ sách cho giáo xứ. Anh chịu khó anh ngồi anh công sơ qua đi, trao nó bằng tiếng Pháp với tôi thôi. Tức là anh phải ngồi mình nghĩ ra hình thành, bây giờ chưa có một cái gì hết, con số không. Bây giờ cha Đinh Đồng Thượng Sách, bây giờ cha già già lắm rồi, thì cha nói là anh ơi anh công sơ qua cho giáo xứ một cái thư viện đi, một cái tủ sách chứ không phải thư viện. Bây giờ chưa có mà giáo dân tới hoặc là các em nó tới nó muốn mượn sách, chẳng có sách gì cho nó mượn. Thế là mình bắt đầu phải mình đi mò xem ở trên thị trường có sách gì, giá bao nhiêu, rồi có bao nhiêu sách mình có thể mua. Đó là công sơ qua trong đầu của mình. Bây giờ ý nghĩa thứ hai là công sơ qua cũng là phóc mê nhé. Đây là phóc mê, tức là hình thành một cái dự án, một cái kế hoạch. Còn đây là hình thành một đứa con ở trong bụng mình, tức là nói về người phụ nữ. Như vậy động từ công sơ qua có nghĩa là cái chữ trên là tôi không có dịch được, chữ dưới là dịch là hoài thai. Hoài thai tức là mình mang thai một đứa con, hình thành từ bé cho nó trở thành một đứa con. Thì trên này này hình thành từ một cái kế đồ, từ một cái ý tưởng rất bé, xong rồi nó lên 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 lên. Như tôi á, công việc của tôi lúc đó năm 1988 là hình thành ra một cái tủ sách cho giáo xứ, mà cuối cùng làm không được, tại vì tôi bận cơm áo gạo tiền, tôi phải đi làm dữ quá không có làm được. Cho conception, ý nghĩa trừu tượng thì nó ra cái conception thì mang nghĩa là quan niệm, Xịu một chưa? cái quan niệm, bạn quan niệm như thế nào về Con về chào mừng bình lễ. đẳng giới, về tự do tôn Dịp gì giáo. con lễ có được Bạn đeo quan không niệm vậy? sơ qua và công sơ qua tôi vừa mới trình bày là nó có nghĩa, nó có cái nghĩa trừu tượng là mình tạo ra một cái kế hoạch, một cái con đường đi ở trong đầu mình. Còn ý nghĩa cụ thể là tạo ra một đứa con ở trong bụng mình. Như vậy Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là ý nghĩa thứ hai này, hoài thai vô nhiễm nguyên tội. Đó. Bà sẽ thụ thai, tức là bây giờ bà sẽ mang một, là nghĩa thứ hai, bà sẽ hình thành một đứa con trong lòng mình, et enfanter un fils, rồi bà sẽ hạ sinh. Bởi vì sơ coi cái động từ enfanter, enfanter là VT, có nghĩa là cho một đứa bé chào đời, mettre au monde un enfant. Và cái động từ này này với ý nghĩa này là ý nghĩa dùng trong văn chương literaire, nó có nghĩa là sinh con đó, nhưng mà dùng trong văn chương. Còn cái nghĩa bình thường thì người ta dùng động từ accoucher, accoucher là sinh nở đó, sinh đẻ đó. Và accoucher thì nó có nhiều nghĩa nữa, là produire tạo ra, créer là tạo ra, nếu mình muốn dùng cái gì đó, chẳng như là trái núi đẻ ra con chuột. Bây giờ có nghe cái câu châm ngôn không, một trái núi đẻ ra con chuột thì là hạ sinh con nhé, nhưng mà dùng trong nghĩa văn chương đây này, dùng trong kinh thánh này, ý nghĩa ngoài đời đó, accoucher. Thành ra có cái danh từ là accouchement ở trong bệnh viện, ở trong mấy cái nhà hộ sinh đó, người ta dùng động từ này. Và có một cái động từ nữa mình mới nghe cách đây một tuần, lễ thánh cả Giuse, engendrer. Tôi đọc cho sơ nghe nhé, tôi đọc cho sơ nghe, xin lỗi, đọc còn tiếp là Giuse chồng bà Maria. Toàn là mấy ông sinh không à, ông Abraham mẹ sinh ra ông Isaac, ông Abraham là đàn ông mà sinh ra Isaac, ông Isaac là đàn ông thì lại sinh ra ông Jacob, ông Jacob cũng là đàn ông lại sinh ra ông Judah. Như vậy cái chữ sinh ra đó, chúng ta đừng có dùng ông phong tê là sai tuốt tuần tuột, mình dùng ắc quốc xê lại còn sai khủng khiếp nữa, đàn ông không có làm được cái chuyện này. Nhưng mà sinh ra tức là tạo ra dòng giống, reproduire par generation, tức là ông này sinh ra, tức là ông phải có gia đình, phải có vợ, ông mới sinh ra được cái ông Isaac. Như vậy phải dùng động từ engendrer quý sư nhé, mà tiếng Việt Nam mình thì duy nhất chỉ có động từ sinh thôi, nhưng mà tiếng Pháp phải dùng động từ này này, động từ engendrer này, ông Abraham engendra, tức là phi passé simple, engendra Isaac, Isaac Isaac engendra Jacob. Chúng ta mà nói ông Abraham dùng một trong hai động từ này là sai, sai trầm trọng đó. Cái động từ này của phụ nữ, ông Abraham dùng động từ này tức là chúng ta gọi là sinh ra, tức là ông Isaac có tạo ra được một cái người con nối dõi, reproduire par generation, tạo ra một đứa con của mình đó. Con của mình lại tạo ra đứa cháu tạo ra, cuối cùng đi tới bà, ông Matthan sinh ra Jacob, Jacob sinh ra Giuse,
chồng của bà Maria, toàn cái trang này toàn là mấy ông sinh ra không à. Vì vậy sinh ra chúng ta phải dùng động từ ông son tê, thì ba cái động từ này tiếng Việt Nam đều là sinh, cái này sinh hạ cho nó hay, thực cũng là sinh đẻ, và cái này là sinh ra, tức là tạo ra một cái dòng dõi cho mình. Vậy chúng ta vừa nói cái động từ enfant ở đây là mang cái nghĩa là trong văn chương sao nhé. Nên, người ta vừa nói như này, enfant cũng là đưa ra là cho một đứa con chào đời, nhưng mà dùng theo cái nghĩa văn chương littéraire. Vậy mình đừng cứ dùng ở trong nhà hộ sinh, mình đừng cứ dùng ở trong gia đình mình, không có enfant sinh nở thôi. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas fin. Thiên Chúa sẽ ban cho con của bà cái ngai vàng của David, tổ tiên của họ, và ông, tức là con của bà, sẽ ngự trị mãi mãi trên nhà Jacob, và triều đại của người không có hồi kết, không có cái lúc chấm dứt, tức là vô cùng vô tận. Triều đại của người vô cùng vô tận, nghĩa đen là triều đại của người không có cái sự chấm dứt. Fin này là danh từ, là la fin. Lúc ấy bà Maria nói với sứ thần, vậy đây vẫn là passé simple nhé: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Sơ này tôi đóng ngoặc lại, tức là được làm, cái chuyện này được thực hiện như thế nào? Cái chuyện mà sứ thần nói là con của bà sẽ được gọi là con đứng tối cao, rồi con của bà sẽ ngồi trên ngai, rồi con của bà sẽ ngự trị muôn đời muôn thuở. Bà Maria, làm sao cái chuyện này xảy ra được? Comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il se faire? Làm sao cái chuyện này mà được làm ra được? Puisque je ne connais pas d'homme, bởi vì tôi không biết tới người đàn ông. Puisque là một cái nguyên nhân rõ ràng, một nguyên nhân không thể chối cãi. Bà này bây giờ bà ta đang đính hôn với ông Giuse, mà lại nói bà ta có một người con làm vua, triều đại vô cùng vô tận. Chuyện này làm sao được? Sứ thần biết dư biết cái chuyện này. Puisque là nói lên một cái nguyên nhân hiển nhiên. Bây giờ nhớ không ạ? Cái nguyên nhân mà hiển nhiên không cần chứng minh. Tôi là trinh nữ, và tại sao lại tôi lại có con làm vua nối dõi triều nhà Jacob, ngự trị trên trên nhà Jacob được? Tôi là trinh nữ mà. Puisque tôi chưa biết tới người người đàn ông. Ở đây cứ tới chỗ này thì nhiều người lại lại cứ bị lộn. Con nét, có người là Savoie, mới hôm qua trong lớp A2 của tôi vẫn lộn cái con nét với Savoie. Hôm qua tôi cho một cái câu gì cứ lộn con nét với Savoie. Cứ sao nhớ cho một điều nhé, cái động từ biết của tiếng Việt Nam ấy, dịch qua tiếng Pháp thì có hai: con nét và Savoie. Con nét nó đi với cái gì, Savoie đi với cái gì, hai cái này không có thể đổi chỗ cho nhau. Chứ bây giờ làm sao mà nhớ được? Thì tôi nói là chỉ có một cách là mình nhớ một cái, còn bao nhiêu là cái kia, thì nhớ cái con nét này. Con nét đi với danh từ, đây là danh từ thì dùng con nét, nó không có động từ, nó không có một cái câu, một cái mệnh đề thì dùng con nét. Hôm qua tôi cho cái câu gì cả lớp lại vẫn dùng Savoie, tôi quên là hôm qua cái câu gì. Để tôi lại phải nhắc lại, chỗ này nó là danh từ. Cái câu gì không có, đại khái như vậy, có ngập ngừng gì hết, dứt khoát dùng con nét để Savoie ở đây là không có được, là bởi vì người ta quy định ra con nét với danh từ, các trường hợp khác đi với Savoie. L'ange lui répondit, thiên thần trả lời bà, thánh thần của Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ đến trên bà, và quyền năng của đấng tối cao sẽ phủ bóng trên bà, ôm rồi là cái bóng bóng cây, hoặc là cái bóng người của mình. Mình đi trên trời nắng thì cái mình có cái bóng của con người mình, tùy cái mặt trời ở hướng nào, còn có thể là cái bóng cây ombre. Rồi cứ sao để ý cái cách phát âm, ký tự m mà khi đứng trước b thì là n là sonombre. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, te prendra sous son ombre. Quyền năng của đấng tối cao sẽ ý ý đen là như thế này, cái này quyền năng của đấng tối cao sẽ dùng cái bóng của người để lấy bà, lấy tức là tóm, tức là giữ gìn, prendre là lấy, to take,
tức là bây giờ Việt Nam dịch là quyền năng quyền lực cao sẽ phủ bóng trên bà Sepokwa. Chính vì vậy celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Câu này dễ dịch ở phần ạ. Chính vì thế mà người mà sắp sinh ra sẽ là một đấng thánh, và người đó, tức là đấng đó, đó sẽ được gọi là con của Thiên Chúa. Et voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente a conçu. A conçu là đây này, cứ sao? Conçoit. Và bà Elisabeth, chị họ của bà cũng đã thụ thai này, conçu là participe, mà bà ta đã già rồi. Vieillesse là già lắm rồi đó, chứ không phải lớn tuổi. Lớn tuổi thì còn hiểu được, cái bà này bà già rồi. Thì đã cung suy thành văn không có ý nghĩa, nó không có thay cho cái gì hết. Thì tôi cho ví dụ nhé, đâu là đây chuyện gì nhé, vu răng nếp u, hoặc là mình hỏi một người bạn nhé, một người bạn đang làm một cái công chuyện gì đó, tổ chức một ai răng nếp u mà dùng tuy thì đôi khi mình lại làm sao mình bỏ luôn cả chữ tuy luôn, nó tăng nếp u. Như vậy quý sơ mà dùng cái cách nói này, đừng có thắc mắc, đừng có phân tích chữ ăn này, chữ ăn này không có nghĩa gì hết. Vu răng nết tu u, vu răng nết tu u, hoặc là tăng nê u. Quý sơ có hiểu cái cách mà tôi ví dụ không? Bề trên giao cho quý sơ làm một cái gì nhé, và cái chuyện nó không thể làm ngay được, phải từ từ mới làm, phải chuẩn bị, phải có thời gian, rồi có phải có thời gian chuẩn bị, rồi mà lát sau hay là một thời gian sau bề trên quay lại hỏi tới đâu rồi hả chị, vu răng nết tu u, cái công việc này tới đâu rồi, tới đâu rồi. Dùng ngôi thứ hai là tăng nê u, thì đây này, đây là bà, và đây này, chị em của bà là bà Elizabeth trong tuổi già của mình cũng đã hạ sinh, và bà ta đã tới tháng thứ 6 rồi. Thì bây giờ mình nói là nếu mình trả lời mình cũng dùng ăn, mình tới cái, mình không phải tới tháng thứ 6 mà mình cái gì đó, mình con đã làm được xong cái phần này rồi, còn phần kia nữa vẫn dùng ăn, mà ăn này không thay cho gì hết. Và người ta gọi đây là một bà, người ta trước đây gọi bà này là một bà steril. Là đây tôi nói với chữ steril sau nhé, và đây tôi nói lại với bà Elizabeth. Tôi có kể cho cái sơ trong lớp này nghe một một lần rồi đó, và tới đây cũng phải kể là người ta gọi bà này là một bà phụ nữ son sẻ, lấy chồng lấy ông Zachary suốt bao nhiêu chục năm như vậy, tới tuổi già không có con, bây giờ có con. Steril là không có sinh hoa, một cái cây nhá hay là một cái gì đó không có sinh hoa trái thì gọi là steril, là không có sản xuất ra được. Và ngược nghĩa của nó là phê cung, phê cung thì lại là sinh được nhiều hoa trái. Nếu một nhà nào đó, sinh hoa trái, sinh nhiều con đó, hoặc là một cái sản phẩm thì nó sinh ra nhiều cái kết quả, thì ngược nghĩa của nó là phê cung. Ở đây tôi mở rộng, tôi đang nói một tí tại vì mình đang nói về kinh thánh. Giờ nói ngoài tí cái sự nhé, steril là hoàn toàn không có sinh hoa trái, không sinh con, cái gọi là cái người này, cái người phụ nữ này không thể sinh con được. Thế bây giờ sterilize là gì ạ? Là làm cho steril, không phải làm cho bà phụ nữ không sinh được con đâu. Sterilize là tiệt trùng, làm cho vô trùng. Có một số các cái thức ăn, một số các cái thực phẩm của chúng ta khi dùng là phải tiệt trùng, nhất là sữa. Sữa là nó rất nhiều chất bổ, mình vắt sữa từ con bò, con dê, con gì đó ra mà mình để bình thường vậy là chỉ đến chiều là nó hư. Nó rất là nhiều chất bổ, và trong không khí có những con trùng, có những con vi khuẩn đó, nó vào trong nó mà mắt mình không thấy thì nó sinh sôi ra làm cho cái sữa nó hư. Bây giờ không muốn muốn cho sữa không hư thì mình phải tiệt trùng, mình phải làm cho nó không có vi trùng nữa, rồi mình đóng vào hộp, mình cho vào chai hay là cho vào tủ lạnh, chứ còn cứ để như vậy là nó hư hết. Sữa chẳng hạn, nhiều thứ khác lắm. Bây giờ tôi hỏi quý sơ nhá, ai là người trên thế giới nhá, nhà bác học nào là người đã nghĩ ra cái phương pháp tiệt trùng, là phải phải đun sôi, mà sôi sôi quá cái độ sôi của nó 220 độ đó, mà phải sôi thật nhanh, chứ mình cứ cho vào trong nồi mình nấu nấu rồi mình sợ nó trào ra, mình để lửa nhỏ cái nồi sữa đó, mình cho một chút xíu lửa nó rồi nó sôi mình cất đi, tí nữa ra lại xong vẫn cái sữa mình nấu sôi rồi đó, sữa con bò sữa tươi đó. Mình nấu xong mình đến chiều nó vẫn hư như thường, lại có con khác nó vô. Như vậy ông Louis Pasteur ông nghĩ là cái phương pháp phải tiệt trùng, bằng tiệt trùng là nấu ở nhiệt độ rất là cao và trong một thời gian rất là nhanh,
là nó hoàn toàn nó tiệt trùng, xong cho vào bao, cho vào hộp, cho vào chai luôn. Đó là ung thư Pasteur, là cái phương pháp tiệt trùng, sterilization. Và ngày về sau này cái động từ này này, cái động từ này là tiệt trùng cái sao nhá. Và nhờ cái ông này đó, ông ấy làm ra, người ta mang ơn ông ấy, người ta tạo ra một cái động từ là pasteurize. Ông này là ông Pasteur nhé, tên riêng nhé, mà pasteurize là tiệt trùng, pasteurization. Có lẽ đây là người bác học duy nhất ở trên thế giới mà được lấy tên đặt cho một cái động từ, đặt cho động từ. Ông ấy tên là Pasteur, ông tên là thăng, giờ thăng mình đâu có được làm được, chính là pasteurize là mình hiểu đó là như thế này này, là tiệt trùng. Và người Anh cũng cũng dùng cái động từ đó, pasteurize, pasteurize. Mà nếu mày không hiểu mình đọc làm sao pasteur, thực sự nó là cái ông này. Sữa của mình á, sữa mà cái sơ mà uống mà mở cái hộp ra, mua mấy chục ngàn nó mở cái hộp ra là sữa tiệt trùng rồi, cho là có thể uống, không có con khủng, con không có cái con gọi gì, con trùng nào hết. Tới đâu rồi ha, bà này là bà ta là son sẻ steril, nhưng mà bây giờ sứ thần nói là ca riêng ne tempus sib adieu, riêng ne không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, riêng ne tempus sib adieu Maria di Allo. Đây là cái câu quan trọng nhất này, Maria di Allo. Và thế là Maria nghe như vậy, voici la servante du Seigneur, này đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, cớ chớ gì tất cả đến với tôi theo như lời của Ngài. Cờ cờ là mong, là giống như kinh lạy cha, mong là chớ gì tất cả hãy xảy đến cho tôi theo như lời của sứ thần nói. Và sứ thần từ giã, vậy cái lời này lời xin vâng, đây là tôi tớ, đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, chớ gì tất cả mọi chuyện hãy xảy đến như lời Ngài nói. Tức là lúc trước bà ta khủng hoảng lắm, bà ta nghe bà ta rất sợ, bouleversé, nhưng mà sứ thần giải thích này, Thiên Chúa sẽ phủ bóng trên bà, đấng quyền năng sẽ phủ bóng trên bà, và đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Bà nhìn kìa, chị của bà cái kìa già rồi mà vẫn có thai, và bây giờ có thai được 6 tháng rồi, mà cái bà này trước kia người ta gọi bà là một người phụ nữ không sinh được con. Và bởi vì không có gì là không có thể đối với Thiên Chúa, như vậy bà Maria bà tin vào cái câu nào cái sao? Theo tôi bà tin vào cái câu này, bà tin vào, bà Maria tin vào câu gì để nói lời xin vâng, là cái theo ý tôi nhé, là cái câu này, riêng ne tempus sib adieu, ở trên chỉ là chứng minh thôi đó. Bà Elizabeth chị bà đó, mọi người đều nói, cả làng cả nước nói là bà này coi như là không có con nữa. Vậy mà bây giờ có thai 6 tháng, riêng ne tempus sib adieu. Cái cách mà lý luận á, kể cả ở trong Kinh Thánh vậy, người ta cứ dẫn 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 dẫn, cuối cùng đưa tới một cái đúc kết này. Bà này bà đã nghe nghe hướng dẫn, bà đã nghe lý luận vậy, xong rồi nghe cái lời đúc kết này, bà nói vâng tôi đồng ý, tôi uy, tôi xin vâng, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Thì theo tôi là nhờ cái câu này, nhờ cái câu này Thiên Chúa gì cũng làm được hết. Một bà cụ già, không biết bà Elizabeth bao nhiêu tuổi, cứ cho là 60 tuổi đi, mà có thai 6 tháng rồi, bởi vì đây là cách làm, cái cách làm của Thiên Chúa. Thì bà này bà nghe, bà Maria nghe thì voici la servante du Seigneur. À, ở đây tôi lại nói thêm động từ servir. Servir nó có nhiều ý nghĩa phải không? Ở đây chúng ta lấy ý nghĩa thứ nhất là phục vụ, servir là phục vụ nhé. Thì từ đó chúng ta không nói về ý nghĩa của động từ nhé, chúng ta nói các cái danh từ từ đó ra có những chữ gì ạ. 13 sơ, 1, 2, 3, 13 sơ cho mà cái phần mình mà mình đánh ra ngoài hay đúng vào lưới thì người ta thua. Nhưng mà đầu tiên phải có người servir, một người là làm công việc service, giao banh, chứ đâu phải từ trên ở trên người ta quăng xuống đại mình đánh đâu, phải có người giao qua. Chơi vô lây cũng vậy, mà chơi bóng chuyền vậy, có người giao banh thì là service, rồi danh từ là dịch viên, chữ thơ server. Mà nếu là một cô thì làm sao? Ở trong Kinh Thánh này, thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, thầy gọi anh em, thầy không gọi anh em là servitor nữa,
Thầy gọi anh em là bạn, là Ami. Thầy không gọi anh em là servitor. Servitor không biết việc của chủ. Servitor chủ nói gì làm vậy. Làm xong thì ngủ. Cuối tháng chủ trả cho ít tiền. Servitor không biết việc của chủ. Thầy không gọi anh em là servitor nữa. Thầy gọi anh em là bạn hữu, là Ami. Servitor này. Còn chữ servant thì nó còn dưới servitor nữa. Servant nó còn dưới nữa. Servant là nó cũng là đi phục vụ, nhưng mà cái này cái ý nghĩa của nó là khiêm hạ lắm, rất là khiêm hạ. Servitor thì là người ta mướn mình cho trả tiền, còn servant gần như là đầy tớ, nữ tỳ, thường thường dùng cho phái nữ, nữ tỳ. Và ở Việt Nam của chúng ta có một số dòng lấy cái, ở nước ngoài cũng có lấy tên là nữ tỳ. Có sớm biết dòng nữ tỳ gì không? Một dòng nước ngoài là servante đi xanh, servant đi xanh sacrament, nữ tỳ thánh thể, nữ tỳ thánh thể. Tôi khởi đầu đi dạy tiếng Pháp thì tôi dạy cho hội dòng này cho tới bây giờ luôn, bên servant đi xanh sacrament, dòng nữ tỳ thánh thể. Rồi có dòng nam nữa, dòng nam thì không có dùng chữ servant, và bên nữ lại dùng chữ servant, nữ tỳ thánh thể, nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục. Rồi ở ngoại quốc có một cái dòng này tôi không có biết, mà tôi đọc báo tôi thấy này, dòng servante. Biết servant là gì không? Ở trên là nữ tỳ của thánh thể nhé. Rồi dòng ở Việt Nam ở trên chỗ khu hôm nay đi lên nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục nhé, thánh thể với Chúa Giêsu linh mục nhé. Quý sư biết cái dòng tôi sắp nói là nữ tỳ của ai không? Quý sư có đoán được không? Servante des pauvres, nữ tỳ của những người nghèo. Tại sao tôi biết cái dòng này là bởi vì năm 2007 á, tôi đọc báo thôi, bây giờ tôi cũng quên chả biết ở đâu tôi đọc báo. Và đó chưa có mạng, đọc báo ở đâu. Thì năm đó vị thánh mà sáng lập ra dòng này, này được phong thánh. Thế là tôi mới tò mò tôi đọc. Tôi còn nhớ hơi hơi đoán đoán được cái tên, không nhớ chính xác lắm. Thì thánh, cái vị mà sáng lập, cái sơ mà sáng lập cái dòng này được phong thánh năm 2007. Và tôi nhớ là bởi vì có một cái điều này này, dòng này có bốn lời khấn. Ba lời khấn, thanh bần khiết tịnh, rồi vâng lời. Thêm lời khấn thứ tư nữa là khi phục vụ người nghèo thì phải tươi cười bằng miệng luôn á, chứ không phải trong bụng, phải biết cười, cái mặt mình phải cười ra cái lời khấn buồn cười không biết sao. Khi chúng con trước mặt bề trên tuyên khấn, khi phục vụ người nghèo mặt phải cười, có một cái lời khấn như vậy đó, chứ không phải là vui trong bụng, phải cười ra. Servante des pauvres, tôi rất là ấn tượng với cái, mà bây giờ quên rồi, dòng này chắc bé. Lúc nào quý sơ thử tìm xem. Le Servante des pauvres, và dòng này có bốn lời khấn. Bà thánh thì tôi không nhớ chính xác tên, mà bây giờ nhìn là tôi nhớ, mà không nhớ tên là gì hết. Lời khấn, vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo, cười khi phục vụ. Lời khấn cười khi phục vụ, rất là buồn cười ha. Dòng tên cũng có bốn lời khấn, và lời khấn thứ tư là vâng lời Đức Giáo Hoàng, thì cũng là tốt rồi phải không? Lời khấn này phải cười khi phục vụ người nghèo. Tôi sẽ thấy ấn tượng không? Mà bà Thánh là người Pháp. Rồi, thưa quý sơ có gì không? Tôi tiếc quá không. Còn một ít phút tôi xin trình bày với quý sơ cái lời bản nhé. Đây là giám mục. Cái bài này của Thánh Catharina Thành Siena, Catherine de Siena. Thánh này là dòng Ba Đa Minh, Texia Dominican. Thánh này là tiến sĩ giáo hội, vị thánh này là Copatron de l'Europe. Là gì quý sơ nhỉ? Copatron de l'Europe. Copatron de l'Europe là gì? Europe là châu Âu. Copatron là gì? Quý sơ tra tự điển cái chữ này không có đâu. Không có chữ này. Bây giờ đánh chữ CO. Nó mình phải suy ra từ chữ gì? Không mà Mình bố mẹ phải suy ra từ chữ gì? Mình phải suy ra từ chủ hãng, chủ xí nghiệp á. Rồi nếu mà bà chủ là Unipatron, ông chủ bà chủ nhé. Bây giờ chúng ta dùng là thánh quan thầy, nam thì Patron, thánh quan thầy nữ là Patron, này. Và cô là gì ạ? Cô là gì sao? Tại sao với cô là cùng, đồng thời đó. Như vậy là ở châu Âu có bao nhiêu vị thánh bổn mạng thì mình không biết, tôi cũng không biết đó. Nước Pháp thì có ba, cả châu Âu có biết không biết đó. Nhưng mà cùng với và các thánh khác đó, thì bà thánh Catharina Thành Siena cũng là bổn mạng của cả châu Âu. Sao? Thánh Catharina được mến mộ ghê ha, là bổn mạng của cả châu Âu.
ở châu Âu. Thì tôi giới thiệu mấy chữ nhé: Texia Dominican, dòng ba đa minh. Texia là thứ ba. Thứ ba không phải là cái trật tự thứ ba đâu, nhưng mà thứ ba ở trong một số các cái lĩnh vực riêng, chẳng hạn như trong địa chất. Trong địa chất ở cái kỷ thứ ba đó, kỷ thứ ba, kỷ thứ nhất thì hoàn toàn không có gì hết, khủng long đó. Kỷ thứ hai, kỷ thứ ba là tính về địa chất học. Thì chúng ta nhớ cái chữ thứ ba là này, khu vực thứ ba, cái này là trong địa chất học. Còn khu vực thứ ba là gì, cái sơ biết không? Ở trong nền kinh tế nó chia ra làm ba khu vực. Khu vực thứ nhất là nông nghiệp, nông nghiệp. Khu vực thứ hai là công nghiệp. Khu vực thứ ba là giống như cái chữ nãy sơ sao mai nói là dịch vụ, là buôn bán, là du lịch, là chữa bệnh, là dạy học, rồi địa ốc. Nói chung là không có trực tiếp sản xuất là khu vực thứ ba. Tôi nói lại nhé, một cái nền kinh tế đó, thì các nhà kinh tế học người ta chia ra một cái nền kinh tế làm ba khu vực. Khu vực thứ nhất là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt đó, làm nông nghiệp. Khu vực thứ hai là sản xuất ra các cái vật dụng, là khu vực nông nghiệp, máy móc, rồi tất cả các thứ dùng máy móc công nghiệp. Khu vực thứ ba không trực tiếp sản xuất cái gì hết, nhưng mà cũng tham gia vào nền kinh tế, du lịch này, chữa bệnh này, rồi tôi sẽ đi ra ngoài đường mà xem đủ thứ. Nó không có làm ra gì hết, nhưng mà nó vẫn là một cái hoạt động kinh tế. Thì bây giờ người ta tính ba khu vực để làm cái gì? Các cái nước nào mà khu vực số 1 là nông nghiệp to đó, rồi công nghiệp nhỏ đi nữa, thứ ba nhỏ nhất là các nước chậm tiến, nước Việt Nam chúng ta đây này. Bây giờ tính ra nước mình bây giờ là 97 triệu người, thì không biết bao nhiêu người làm nông nghiệp, tôi không biết, mà chắc là con số lớn lắm. Trong công nghiệp đâu có nhiều, đúng không? Trong dịch vụ ít hơn nữa. Còn các cái nước phát triển ấy, khu vực thứ ba to nhất. Và bây giờ các sơ đi qua các nước bên châu Âu, châu Mỹ mà xem khu vực thứ ba ai cũng làm cho khu vực đấy. Rồi nông nghiệp nó ở đâu á? Ở tút xa xa ở đồng quê. Rồi công nghiệp nó cũng ở có xung quanh thành phố, còn chỗ nào cũng thấy khu vực thứ ba. Rồi du lịch, rồi bảo hiểm, rồi ngân hàng, giáo dục. Nói chung là khu vực không trực tiếp sản xuất. Thì nếu khu vực này lớn thì quý sơ này, trong cái tỷ trọng của nền kinh tế, khu vực thứ ba lớn là nước phát triển đó. Tức là không phải là người ta làm ra ít gạo, người ta ít nông dân, người ta làm ra ít lương thực, rồi cái khu vực công nghiệp nhỏ, tức là người ta làm không có nhiều, người ta làm không có được nhiều máy móc, không phải như vậy. Nhưng mà ý nó là năng suất rất là cao. Ở Việt Nam mình phải cần, ví dụ cần bao nhiêu người mới làm ra được bấy nhiêu lương thực đó, thì bên kia người ta chỉ cần một ít thôi. Đó. Thì công nghiệp cũng vậy, mình công nhân may, mình là may gia công, đi vào khu công nghiệp hàng ngàn người, nhưng mà làm ra được bao nhiêu đồng tiền đâu, làm ra được mấy kiện quần áo đem bán, không biết được có mua nổi một cái xe máy không, là một cái ô tô không. Còn người ta chỉ có vài ba công nhân đó, nó vận hành cái máy, nó làm ra bao nhiêu máy vi tính, bao nhiêu cái điện thoại, iPhone, rồi laptop. Có mấy người làm cái sơ một dây chuyền, có mấy người làm thôi, một ngày nó ra biết bao nhiêu là máy móc, rồi đóng vào container xuất khẩu đi bao nhiêu là tiền. Còn mình bao nhiêu trăm người ra đồng làm, ra đồng làm đến 6 tháng sau mới được một ít lúa, để đâu bán cho ai, bán cho người ta thì tính là tiền đâu bao nhiêu. Như vậy khu vực thứ ba người ta ít làm nông nghiệp, tại vì năng suất nó cao, người ta ít vào nhà máy bởi vì năng suất nó cao, thì cuối cùng đẩy qua khu vực thứ ba toàn làm những chuyện để về dịch vụ không, như vậy là một nước phát triển đó. Ở đây chúng ta không nói tới cái chuyện đó nhé. Ở đây chúng ta nói tiến sĩ hội thánh, Doctor Degrees, rồi thánh là cùng là bổn mạng quan thầy của châu Âu. Và cái bài này này, cái bài mà chúng ta sắp coi này, mà chúng ta không coi được nhiều đâu, thì là trích từ trong cuốn, cái đề tựa là Marie Terre Féconde de Jésus. À không phải, Marie Terre Féconde, rồi thêm cái này nữa, Đức Maria là một miền đất phi công. Chúng ta nói là cái gì nhỉ? Lúc nãy chúng ta nói là cái gì? Phi công là nó ngược nghĩa với steril, là ngược nghĩa với steril. Là steril là cái gì? Steril là không mang lại hoa trái, steril là không có sản xuất ra được cái gì hết, mình gọi là son sẻ đó. Hoặc là nếu một miền đất là miền đất khô cằn, không có cây gì nó mọc được, không có nuôi được con gì hết. Rồi người nói về con người thì không sinh được cái cơ thể mình, không thể sinh con được. Thế nhưng mà ngược lại thì là phi công, thì Đức Mẹ là phi công, thì nó ngược lại này, Đức Mẹ sinh nhiều hoa trái, Đức Mẹ mang lại được nhiều rất là sản phẩm nữa. Thì là cái đề tựa của cuốn sách là Marie Terre Féconde, Đức Maria là một miền đất. Mình phải dịch là phải sao chứ, Đức Maria là một miền đất phì nhiêu thì nó kỳ quá,
miền đất phì nhiêu, tức là chỗ này trồng được lúa, trồng được ngô, trồng được mía, miền đất gì nhỉ, sinh nhiều ân sản, phải tìm cách mình dịch nhé. Rồi ở đây Aria ơi, chỉ có bây giờ chỉ có nơi mẹ mà mới ngày hôm nay mới tỏ hiện ra sức mạnh và sự tự do của Thiên Chúa. Và sau khi đã Delibera xong cũng khó dịch lắm ạ, Delibera xong là thảo luận bàn bạc, chỉ sau khi bàn bạc với sự tư vấn của Chúa và rất là suy ra và trầm trọng nghiêm túc và rất là lớn, thì chính nơi Ngài Thiên Chúa mới thiên thần mới được gửi tới để tỏ lộ ra cái mầu nhiệm của cái sự tư vấn này. Sao thế không? Đọc hiểu hết không biết dịch sao, văn văn cổ như vậy. Và xin xin Đức Mẹ gắn gắn kết với Adesion, tức là tham gia vào và ngôi lời không đã không xuống ngôi lời đã không xuống trong cung lòng của mẹ, nếu mẹ đã không cho cái sự đưa ra một cái sự đồng đồng tình của mình, tức là mình gật đầu và ngôi lời đã đứng chờ ở cửa gì đó để chả hiểu. Nhưng mà đây này, cái sơ coi tôi nói thật, cái văn này đọc thì đọc chứ chả không không có dịch được. Và ngôi lời sẽ không bao giờ đi vào đi vào cung lòng của mẹ, sang sang là cái bụng, là cái là lòng đó. Và ngôi lời sẽ không bao đã không bao giờ đi vào cung lòng của mẹ nếu mẹ không mở cung lòng ra cho ngài. Như vậy là ở đây chúng ta thấy là bà thánh Catharina đề cao cái lời xin vâng của Đức Mẹ. Bởi vậy hôm nay là cái lễ của xin vâng, Đức Mẹ mà không có đồng thuận, Đức Mẹ bảo thôi đại khái thì tôi sợ lắm, tôi hãi lắm, thì là không, ngôi lời đã không thể nào đi vào trong cung lòng của mẹ nếu mẹ không mở cõi lòng ra cho người, bằng cái lời đáp lại là tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy được làm theo lời của ngài. Như vậy cái lời xin vâng này là cái quan trọng đó. Và cái bài thánh ca mà tôi tìm không ra, cha tiến độc làm hay lắm. Từ khi ngài xin vâng là đất trời mở ra rồi, Chúa đã gõ vào cái cửa của lòng của bà lạy mẹ Maria ơi, bà đây là đấng Thiên Chúa vĩnh hằng. Nếu mẹ đó, tuy là Đức mẹ Maria ơi, nếu mẹ đã không muốn mở ra thì Thiên Chúa sẽ không có thể nhập thể trong lòng mẹ. Như vậy hai cái câu này là câu của thánh Catharina Siena nhé, tiến sĩ hội thánh nói nhé, Đức Mẹ mà không nói lời xin vâng thì không có chuyện nhập thể đấy, anh các nên. Và quý sơ biết cái này là gì không? Tôi xin nói một câu cuối trước khi quý sơ nghỉ nhé. Đây là hypothesis. Hypothesis. Trong quá khứ thì dùng làm sao ạ? Các sơ học kỹ rồi mà. Thì bên này là, đây là present nhé. Ý còn bao phê, thì bên này là conditional Condition này present. Conditional em đọc present. là có khi là Đúng bác không? sĩ ta xem Thì cái hả này còn là ở trong present, cái cụ xăng thể ở trong present. Cái bài của mình chúng ta đang đọc này thì là xí mất gì mà sơ em thư liên đâu nhỉ? Bài ở trong chúng ta đang học xí gì cái gì? cái này không Bây giờ ở trên đó là em cà phê, bây giờ mình nâng lên một cái thì là liquor plus là bạc cà phê. phê Mình nâng lên liquor bạc plus là phê cà nếu nếu phê. mà cái gì đơn đề Như thì thế này đó là cái gì ạ? khi mà cái câu hỏi của Conditional passé. Đây là, tôi sẽ thấy rõ ràng này. Plus cà phê này. Si ti na ve pa vu li plus cà phê. Si đi ve đi plus cà phê. Thì bên này là conditional passive premier form này. Sere pa các nơi. Nếu, tức là cái này là quá khứ nhé. Cái trên là present, cái này là quá khứ này. Hypothesis trong quá khứ này. Nếu lúc đó, nếu ngày xưa mẹ đã không muốn mở cõi lòng mình ra thì Đức Chúa Thiên Chúa đã không có thể đã nhé đã không có thể nhập thể nơi bà. Và thực sự là chuyện này không có, chuyện này không có thật, chuyện này có thật, Đức Mẹ đã xưng vâng và Thiên Chúa đã xuống nhập thể. Nhưng mà nếu bà Thánh Catharina đặt ra một cái giả thuyết, và giả thuyết này là không có thật, nếu mà mẹ đã không mở lòng ra, câu trên cũng như vậy. Nếu đây, cái nếu đi đằng sau, nếu mẹ đã không mở cửa ra để ra cho ngài thì ngài đã không thể đi vào.
Nhưng mà mẹ đã mở ra, nếu mẹ đã không mở lòng mình ra bằng cái lời trả lời: "Tôi là nữ tỳ của Đức Chúa, xin mọi sự hãy được thành sự, hãy được thực hiện theo như lời của sứ thần." Nếu mẹ không nói câu này thì Thiên Chúa đã không có thể, không bao giờ đi vào trong, y là cái gì ạ? Đi vào là trong cái xe này. Xe là cung lòng, là cõi lòng. Thì đây là hai cái hypothesis irreal ở trong quá khứ. Si, ni với plus que parfait, và bên kia là conditionnel passé première forme.